Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và bình an. Thưa quý vị, phần tin đầu tiên là Hoàng Vy xin thưa quý vị về câu chuyện vẫn làm đau đầu nước Mỹ, phải nói là điên đảo, là đó là câu chuyện và rò rỉ cái tài liệu mật. Phải nói là cái lần rò rỉ tài liệu mật kỳ này đó, nó có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn khi mà trong bối cảnh hiện nay Mỹ đang siết chặt cái sự hợp tác với các đồng minh để đối phó với những cái điểm nóng rất nóng, ví dụ như cuộc chiến tranh Nga và Ukraine vẫn đang đến một cái hồi giao tranh rất là ác liệt, và khi mà Ukraine đang chuẩn bị có một cái cuộc phản công vào mùa xuân kỳ này. Nói chứ quý vị, đang rất là vừa đổ máu, vừa đổ nhân mạng và cả đau đầu để làm sao mà đẩy lùi cái sự xâm lăng của Nga, thì bây giờ những cái thông tin tài liệu này bùng ra, dù rằng họ nói rằng có những cái thông tin nó không chính xác, hoặc là họ nói rằng đây là có những cái thông tin nó cũng chỉ là vô thưởng vô phạt, cũng chỉ là những cái nhận định và những cái phân tích mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng làm chùng lòng cho phía Ukraine và nó làm chùng lòng cho những cái đồng minh của Mỹ đang cố gắng để cùng với Mỹ để mà rót thêm vũ khí và viện trợ cho Ukraine. Rồi cả những cái điểm nóng ở bên phần Á Châu, ở Biển Đông đó thưa quý vị, với cái câu chuyện về Trung Quốc và Đài Loan. Rất nhiều những cái thông tin như vậy, và đặc biệt là trong cái mối quan hệ với đồng minh, khi mà trong cái bản rò rỉ tài liệu mật này, chúng tôi đã thưa quý vị rồi, nó tiết lộ cả những cái cuộc trao đổi giữa Mỹ thuyết phục bên phía Nam Hàn hãy gửi khoảng 330.000 cái đạn pháo cho phía Ukraine. Thì bây giờ nếu mà đồng minh mà trao đổi với ông Mỹ mà bây giờ ông Mỹ làm rò rỉ như thế này thì ai mà còn tin tưởng để mà tiếp tục có những cái cuộc trao đổi hay là hợp tác với phía Mỹ. Đó không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh. Đó là lý do mà từ ngày hôm qua cho tới nay thưa quý vị, bên phía Mỹ lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chính thức phải công bố. Ông nói rằng ông sẽ lục tung mọi ngóc ngách, mọi cái ngõ ngách, tìm cho đến tận ngọn để ra cho được nguồn gốc của những người nào mà đã được tung lên mạng những cái văn bản từ mật cho đến tối mật như thế này. Đó là lời ông Lloyd Austin phát biểu trong cái cuộc họp báo chung với Bộ Ngoại giao ngày hôm qua. Và như chúng tôi thưa đó thưa quý vị, cái sự rò rỉ kỳ này á, nó gây ra cái thiệt hại nặng nề nhất cho chính phủ Mỹ kể từ khi cái vụ WikiLeaks công bố hàng ngàn cái tài liệu công cụ theo dõi CIA vào năm 2013. Thì cũng trong cái cuộc lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, thì ông có nói rằng ông đã trao đổi với những người đồng cấp bên phía Nam Hàn nè, liên quan đến câu chuyện hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa, và cả với bên Ukraine nữa. Bên Nam Hàn, ông Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-ho và cùng với ông Lloyd Austin đã đưa ra một số cái nhận định, và họ cho như thế này. Họ nói là phần nhiều thì họ nhận định là đây là những cái thông tin giả mạo. Thậm chí là theo Reuters nói đó, là có thể nó đã được chỉnh sửa một số cái chi tiết để mà có lợi cho Nga. Nhưng chúng ta là những cái người đứng bên ngoài và người dân, chúng ta nghe thì biết vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, để mà rò rỉ những cái tài liệu mà tối mật như vậy, đó là một sự rất là thiếu sót của Mỹ trong cái việc quản lý về tài liệu mật. Và bên phía Nam Hàn nói gì nữa thưa quý vị? Nói là cái câu thứ nhất là những cái thông tin này là giả mạo, họ không có bị lung lay và họ sẽ vẫn tiếp tục là cùng với và thắt chặt cái mối quan hệ đối với Mỹ. Coi như là nó không bị sức mẻ gì đâu. Trái với cái sự lo ngại của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton, cứ mỗi lần mà rò rỉ tài liệu mật thì bà nói rằng những cái chuyện này sẽ làm đồng minh của Mỹ ít nhiều cảm thấy chột dạ và cảm thấy lo lắng. Nhưng bây giờ bên phía Nam Hàn nói không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục bắt tay với Mỹ. Có thể là đó cũng bởi vì cái vị trí của Nam Hàn hiện nay, khi mà Bắc Hàn đang tấp rập coi như phát triển vũ khí nguyên tử. Rồi quý vị, cho đến ngày hôm nay, đã 5 ngày rồi, cái đường dây liên lạc nóng giữa Nam Hàn với Bắc Hàn coi như là một tuần là gọi nhau 3 ngày để mà trao đổi những cái vấn đề gì ở hai bên. Bắc Hàn không có nghe phone 5 ngày rồi. Chờ phone của anh em chờ suốt buổi chiều mà chờ 5 ngày rồi, bên Bắc Hàn đâu có trả lời, trong khi đó cứ liên tục thử nguyên tử như vậy. Thì cho nên Nam Hàn cảm thấy đang rất là nao núng, đang rất là lo lắng. Không còn một cách nào khác hơn là chỉ phải bắt tay với Mỹ mà thôi. Đó là câu chuyện với Nam Hàn. Rồi ông Ngoại trưởng của Mỹ là ông Antony Blinken cũng nói là ông cũng gọi cho cái người đồng cấp bên phía Ukraine. Rồi cũng trấn an và nói rằng là Mỹ chắc chắn sẽ giữ vững cái lời hứa của mình, là sẽ cam kết và sát cánh cùng với Ukraine cho đến phút cuối cùng của cuộc chiến tranh.
Đó là lời cái tuyên bố của Mỹ. Đừng có lo những cái bản tuyên bố mà những cái bản rò rỉ thông tin mật như vậy, trong đó đánh giá cho cả cái những nhận định về phía Mỹ, họ khá là bi quan thưa quý vị, bi quan về cái tình hình cái cuộc chiến này. Và thậm chí trong cái tài liệu mật này, theo CNN cho biết đó thưa quý vị, là nó có một cái quan điểm khá là bi quan của Mỹ nhìn nhận về cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, đồng thời dự báo bế tắc cho của cả hai phía. Trong đó còn đưa ra cái lời nhận định thế này mới đáng lo nè. Họ cho rằng là đến ngày 23 tháng 5 á, thì những cái vũ khí mà hệ thống phòng không tầm trung của Ukraine á, sẽ ngày càng cạn kiệt và có thể là sẽ bị Nga áp đảo hoàn toàn và có thể là sẽ không đủ sức để giúp cho những cái binh sĩ ở tiền tuyến. Đây là một cái thông tin rất là quan trọng, theo CNN tiết lộ. Thì cho nên phía bên ông Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken cũng như là ông Bộ trưởng Quốc phòng ngay lập tức là phải gọi cho bên phía Ukraine và trấn an và nói là không có sao hết, chúng tôi sẽ vẫn sát cánh. Và nhưng mà ông Antony Blinken nói một câu thế này nè thưa quý vị, trong cái buổi họp báo của ngày hôm 11 đây, ông nói rằng là Mỹ vẫn nhìn thấy những cái điểm sáng trên chiến trường này, vẫn còn thấy là có thể là Ukraine sẽ giành được một số những cái tiến bộ quan trọng chiến trường. Nhưng mà một người dân bình thường như chúng ta mà đọc vô cái thông tin như thế này á, thì chúng ta thấy nó thuần mang những cái ngôn ngữ về ngoại giao và mang ngôn ngữ về khích lệ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta đã vội vã buông xuôi cái ý chí của mình. Chúng ta nhìn thấy là Ukraine đang rất là nỗ lực. Chúng tôi chỉ đang muốn nói, trong cái bối cảnh Ukraine hiện nay đang khổ sở như thế này, ngay sáng ngày hôm nay thôi thưa quý vị, chúng tôi trên đường đi đến đài để mà thu, thì thấy hiện lên một breaking news, hình ảnh của ông Zelensky. Ông rất là phẫn nộ và gần như là xúc động, chảy nước mắt. Ông nói rằng trên mạng xã hội đang hiện lên cái đoạn video một cái người lính của bên phía Ukraine đó thưa quý vị, mà bị bên người lính bên phía Nga chặt đầu, cắt cái đầu ra. Và bây giờ Ukraine đang điều tra cho để xem là cái người lính Nga trong đó là phạm tội là ai, và cho rằng Nga và cũng như là những người binh lính của Nga phải chịu trách nhiệm cho những cái tội ác như thế này. Rồi những cái thông tin mà tập đoàn Wagner mới ngày hôm 11 đây nói nghe sốt cả ruột là bên phía Nga đã coi như kiểm soát Bakhmut. Ukraine chắc chắn không chịu. Ukraine nói là no way, không đời nào, chúng tôi vẫn đang chống cự đến phút cuối cùng, dẫu rằng là cái tình thế rất là khó khăn. Nghe những thông tin như thế này thì chúng ta sốt cả ruột lắm. Cho nên những cái thời điểm này nè, mà nhất là Ukraine chuẩn bị phản công, mà có những cái thông tin mật mà nói rằng thông tin tình báo từ phía Mỹ mà tung lên trên mạng như thế này, trong những cái mạng xã hội đó, và nói rằng Ukraine đang bị những cái yếu kém về cái nguồn vũ khí hay là bị mất mát nhiều, rồi kể cả Mỹ cũng có những cái lời nhận định khá là ưu ám đó, nó mang một cái tác động rất là lớn, nó chỉ làm chùng lòng chiến sĩ mà thôi. Thì hy vọng rằng nói như Lloyd Austin, ông sẽ lật ngược hết và ông đảo mọi cái ngóc ngách để tìm ra ai là người tung những cái tài liệu mật này. Hy vọng là họ sẽ sớm điều tra ra, và xin lưu ý là cái cuộc điều tra này có do Bộ Tư pháp cũng đang tiến hành. Nhưng mà nói một chút về Ukraine thưa quý vị, Ukraine ngày hôm nay đó, ông cố vấn của Tổng thống Ukraine là ông Mykhailo Podolyak, ông nói cái ý như thế này nè. Ông cho rằng là cái tài liệu mật mà tung lên mà nói về những cái tình hình bên phía Ukraine đó, tại sao mọi người cứ cho là nó nói về cái cuộc phản công mùa xuân của Ukraine và cho rằng là Ukraine sẽ không thể, nói cách khác là bị bất lợi. Ông nói là no, mọi người đừng có nghĩ quá xa về như vậy. Trong khi đó, cái thông tin mà ông đọc được như thế này đó, nó tung lên trên mạng thế này, nó chỉ là một cái bản báo cáo đánh giá và nhận định về tình hình chiến sự mà thôi, chứ nó không có đưa ra cái kế hoạch tác chiến, rồi cả chúng tôi sẽ hành quân như thế nào, chúng tôi tích trữ, cất giữ đạn dược như thế nào. Nói chung là những bí mật quân sự bên phía Ukraine nó đâu có rò rỉ cái gì đâu. Cho nên mọi người đừng có đi xa và cho rằng á, là những cái thông tin mật này nó ảnh hưởng đến cuộc phản công mùa xuân. Nó đâu có cái thông tin gì về những cái chiến lược tác chiến trong cái cuộc phản công kỳ này. Đó là lời Ukraine nói. Thì chúng ta vẫn hy vọng như vậy. Chúng ta hy vọng như vậy. Và một lần nữa thưa quý vị, hy vọng rằng những cái thông tin này, nói như lời ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin á, là nó mang khá nhiều cái thông tin là giả mạo trong đó, nó không có đáng tin cậy. Thì để nó không quá ảnh hưởng đến cái tâm lý của đồng minh và đặc biệt là bên phía Ukraine.
Nhưng nói về cái cuộc chiến này, xin cho phép Hoàng Vy nói một chút về một cái bộ phim, một cái phim mà Hoàng Vy được xem vào cái mùa lễ phục sinh cuối tuần vừa qua đây thưa quý vị, và rất là muốn được chia sẻ với quý vị. Đó là cái phim Super Mario, vừa mới ra mắt vào tuần lễ đầu tiên thôi thưa quý vị, mà đã đạt doanh thu á, trong cái tuần lễ đầu tiên thôi mà đạt doanh thu 377 triệu Mỹ Kim. Mà họ bỏ ra cái số tiền để mà làm dàn dựng cái bộ phim này đó là chỉ có khoảng 100 triệu Mỹ Kim thôi. Nhưng mà cái bom tấn Super Mario này đã doanh nhanh chóng ngay từ tuần đầu tiên doanh thu là 377 triệu Mỹ Kim ở trong nước Mỹ nha. Còn ở thị trường quốc tế là được 173 triệu Mỹ Kim ở các cái nước khác. Và người ta nói rằng phim Super Mario này đã vượt ngay những cái phim mà đã từng đạt được những cái kỷ lục trước đó như Frozen 2 đã từng đạt được 358 triệu Mỹ Kim ngay từ cái thời gian đầu mới ra mắt. Đó là một cái kỳ tích rất là lớn. Nhưng mà cái chi tiết mà Hoàng Vy muốn thưa quý vị là vì sao? Đó là cái cảm giác mà khi xem cái phim Super Mario này á, chúng tôi thấy rất là, phải nói là nó vui sướng lắm. Vì mình nhìn, gần như là mình nhìn thấy lại được những cái cảm giác, những cái hình ảnh và cả những cái đoạn nhạc rất là quen thuộc khi mà chúng tôi, Hoàng Vy còn nhỏ, khi mà xin cha mẹ là mỗi lần mà học xong, làm bài tập xong hết rồi, cho con chơi game chút xíu, chơi game Mario đi hái nấm chút xíu. Có những cái đoạn Mario hái nấm rồi được những cái nấm để phóng lớn lên thành một cái người lớn hơn, rồi có súng, rồi có vũ khí, rồi đi giải cứu công chúa. Những cái ký ức đó nó cứ sống động, nó hiện về, bây giờ nó tái hiện qua và làm cho những cái người mà ở cái độ tuổi như chúng tôi đây cảm thấy rất là yêu thích cái bộ phim này. Coi như là từ đầu tới cuối ngồi là say sưa coi phim. Phim nói về cái đoạn hai anh em nhà Mario và Luigi là sở hữu một cái công ty sửa ống nước tại Brooklyn đó thưa quý vị. Và cũng đang chật vật, đang khó khăn lắm, cũng đang xoay sở để mà định hình cái công ty của mình. Nhưng mà trong một cái lần mà đi sửa một cái ống nước ở Brooklyn á, thì đã bị cái ống hệ thống, ống cống ngầm của thành phố Brooklyn á, hút hai anh em Mario và Luigi vô, xong rồi thả ra hai cái vùng đất khác nhau. Ông Mario, ông anh á, thì được đi đến cái vùng đất nắm, cái vùng Mushroom Kingdom của công chúa Peach mà quý vị thấy trên màn hình. Công chúa siêu cool luôn, rất là ngầu, rất là mạnh mẽ và rất là quyết đoán. Còn ông em Luigi á, thì bị hút vào một cái vương quốc đầy tối tăm và chết chóc, đó là vương quốc rùa Bowser. Và cuối cùng thì ông Mario đã cùng công chúa Peach này đi tìm và giải cứu em trai của mình và đã giết quái vật và đem lại cái sự an bình cho người dân của đất nước của công chúa Peach. Câu chuyện nó chỉ là vậy thôi đó, nó không có gì đặc biệt hết và nó gần như tái hiện lại những gì mà chúng ta chơi game từ nhỏ. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều mà Hoàng Vy, lý do Hoàng Vy đem cái phim Mario lên cái chương trình sự kiện này để thưa quý vị một cái điều này. Trong lúc xem phim thì chúng tôi cảm thấy rất là vui, thấy vui lắm vì nó ký ức của mình thấy sung sướng. Nhưng mà mình xem tới đâu thì thấy buồn tới đó vì những gì nó đang thông điệp ngầm ở trong phim Super Mario này, nó đang phản ánh đúng cái những gì đang xảy ra ở Nga và Ukraine hiện nay. Cái vương quốc mà đầy hắc ám mà chết chóc của Bowser đó thưa quý vị, chẳng khác nào là cái nước Nga hiện nay với cái ông Putin đang tham vọng cái quyền lực tuyệt đối của mình và rất là bệnh hoạn và thậm chí cũng sử dụng vũ khí nguyên tử và là một cái nước có một cái quân đội, sức mạnh quân đội rất là mạnh. Trong phim Bowser nói là ta sẽ đi càn quét hết những cái nước lân cận, những nước láng giềng và thôn tính hết và bắt công chúa Peach về làm vợ của ta. Ở ngoài đời chúng ta thấy Putin đang tham vọng chẳng những là xe tăng sẽ lăn bánh càn quét ở Ukraine mà sẽ sang những cái nước láng giềng bên cạnh. Đó là lý do cho nên là Phần Lan, Thụy Điển đang tấp rập phải vào NATO ngay lập tức. Ba Lan cũng đang hết sức mình để mà bắt tay với lại Mỹ và đồng minh để mà có thể, nếu mà Nga mà thôn tính được Ukraine thì cũng có thể nuốt luôn những cái nước láng giềng của Ukraine. Và chúng ta buồn, Hoàng Vy buồn nữa là khi trong phim á, nhìn thấy cảnh công chúa Peach phải chạy sang một cái Donkey Kingdom để mà năn nỉ quỵ lụy các cái nước láng giềng hãy cùng nhau nắm chặt tay lại để mà chống lại Bowser. Bởi vì cái lực lượng quân đội của họ quá yếu, họ quá nhỏ bé. Cái đất nước Mushroom của công chúa Peach á, nó đầy màu sắc, nó tươi vui, nó xinh đẹp và người dân người ta rất là hiền hòa và yêu chuộng hòa bình. Nhưng mà Bowser với cái tham vọng là thôn tính và nghiền nát hết những cái kingdom. Trước đó đã lấy cái kingdom của Penguin rồi và bây giờ đang muốn là
nghiền nát luôn cái khiên đầm của công chúa Peach. Nó phản ánh cái câu chuyện trên phim, nó phản ánh ngoài đời thực y chang như vậy. Và trong cái lúc mà Super Mario đó cùng với công chúa Peach và với cái đạo quân của các nước láng giềng bắt tay nhau để đối phó với lại Bowser đó thưa quý vị, trong một cái phút tuyệt vọng điên cuồng, hắn đã nhấn tay để sử dụng vũ khí nguyên tử. Và cái chi tiết đó làm cho Hoàng Viên đang xem mà phải nói giật thót mình vì cảm thấy lo ngại, không biết Putin hiện nay, khi mà cũng ngày hôm nay đây thưa quý vị, vẫn là tràn ngập những cái thông tin về tình hình sức khỏe của Putin. Và chúng tôi nhiều lần thưa quý vị đó, những cái thông tin đó dù gì nó cũng chỉ là những cái thông tin bên lề và chúng ta cũng chỉ tham khảo mà thôi. Khi nào đợi chính thức Điện Kremlin phát ra một cái thông báo rằng Putin đã tắt thở rồi, đã đi về bên kia thế giới rồi, hay là đã không còn là chỉ huy một cái cuộc chiến tranh tàn bạo như thế này nữa, thì chúng ta mới có thể nhẹ nhõm. Nhưng mà bây giờ những thông tin ngoài lề nói rằng ngày hôm nay nè, Putin gần như là dây thần kinh để mà kiểm soát về tay, về chân hiện nay là coi như là gần như là tê liệt rất là nhiều, không còn như trước nữa và sức khỏe ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn. Mình đang lo ngại rằng nếu mà trong một cái phút điên cuồng của một cái kẻ vĩ cuồng như vậy đó, thì liệu rằng có sử dụng cái vũ khí nguyên tử hay không? Đó không chỉ là lời dọa đến từ phía Putin, đến từ phía Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh của Nga, mà đó thực sự là một mối lo ngại. Một cái vũ khí sát thương và nguy hiểm nó nằm trong tay một cái kẻ tỉnh táo thì họ còn cân phân, đắn đo trước sau, nhìn trước và nhìn sau. Nhưng với một cái kẻ ngông cuồng, ngạo mạn và khi mà họ bị dồn đến đường cùng và cái tham vọng và cái tội ác của họ không thể thực hiện được, chúng ta không biết. Có thể lúc đó giống như bao giờ trong cái phim Super Mario, vì quá nóng lòng muốn thu tóm hết tất cả các nước láng giềng với đạo quân hùng mạnh nhất của mình, thu tóm công chúa Peach đem về làm vợ, mà bao giờ đã sử dụng vũ khí nguyên tử của mình. Cái kết cục của phim này là gì? Super Mario đã đánh thắng cùng với công chúa Peach và những người bạn của mình, đã đánh thắng được bao giờ? Kết phim, Hoàng Vi tự hỏi không biết ở ngoài đời đây liệu là Ukraine có thể đánh thắng được Nga hay không? Hay là những cái hình ảnh mà chúng ta vẫn thường thấy cho đến tận ngày hôm nay đang đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt ở trên chiến trường như thế này? Và ngày hôm nay thưa quý vị, ông Zelensky gần như là ông bật khóc. Ông thấy cái hình ảnh, cái đoạn video nói về cái người lính của ông bị binh lính của Nga chặt đầu như vậy. Một cái hình ảnh rất là ghê rợn và không thể nào chấp nhận được ở cái thế kỷ này. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.